Mời cả nhà vào số 10 mà nè. À, thịt ba chỉ nè, có chút thấp bình dưa leo nha nha. Đây mấy mực của anh em mình đã tới giờ ăn ra cả nhà. Anh em mình nhanh tay chọn mấy mực đây để dùng cho cái mùa mưa này, cũng rất là cần cái này để mình ăn đủ thứ, nói chung là bún này, bánh xèo hay là cá nướng, cá chiên, nói chung cả kể cả rau luộc á. Con mực nó đã tới tới đúng cái giờ nghíu nó rồi cả nhà. Ồ anh em nào mà Hai ăn dữ rồi. em cảm thấy to con mực đây hình như hơi bị sót á, chưa cắt con mực này mình phải cắt tầm cỡ làm bốn á, mình có để nó qua bên hơi bự quá. À, mình có topping chút xài bề mà, nói chung là cái mém, nói chung cái mém mực mém độc đây là phải tùy theo khẩu vị mỗi người, mẫu mẫu dùng miền mẫu anh em em phải cảm thấy vừa gia vị vừa miệng mình là ăn nó ok hết cả nhà. Để mình chan thêm chút nữa chắc phải hết tô đây, nếu mình ăn nghe đây chắc phải vừa, không phải kêu ăn quảng cáo mấy mà, nhưng mà thật sự ra mình riêng tới mức độ cái nha ha. Mà buổi sáng một tô như thế này là cũng ok rồi mà cả nhà nha. Wow đã mình chan nóng nước luôn rồi nha. Đó là làm dưa gia vị là trang có ngập vô chút cũng không vấn đề gì đâu. Những mực to chắc là nó còn hơi nhũng nhẽo nha, rất là mềm mại, mà ăn nó có một cái mùi vị gì nó ghiền 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 mà sao ấy. Còn nhà anh em mà ăn như thế nào mà không biết, thật sự mình rất là ghiền, ăn thấy còn nghiện mấy mực luôn. Dạ cái bún dạng đây mà mấy mọc hay là mấy đọc vậy đó, tại sao người mà ưng chưa thích nha, cái bún này sợi nó hơi to, làm bằng công nghệ dưỡng tê cả nhà, em rất là hợp với mấy đọc mấy mực. Sót con lẩm luôn cái trái nó cứng hình có nước một chút không, nước nó vừa ăn rồi cái nó hơi cứng rồi không một chút nữa nha. Bề mới xài này vô nó cũng quê dịu á, nó dịu dịu mấy lạnh tới xíu chua chua em mèo mặc anh thì mình ăn tại chỗ làm đúng cái giờ nghiếu nó mặc vẫn đỏ hồng hào đẹp ăn cả nhà, mà khi mình vận chuyển đi thì nó hơi dòng á, nhau qua nhau lại nó sẽ có, mình làm nó sẽ có một cái nước hơi đen hơn một tí. Đây cả nhà xem một mực một độc lắm combo đây để mùa đông là ăn y ai luôn.